Chuyện đạo chuyện đời thứ ba ngày 30 tháng 3, Thánh Gioan Climaco. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Chuyện đạo chuyện đời thứ ba ngày 30 tháng 3, Thánh Gioan Climaco. Người ta cho rằng Thánh Gioan Climaco được sinh tại Palestine vào thế kỷ thứ 7. Hình như Gioan Climaco là một trong số những môn đệ của Thánh Gregorio Nazianzeno. Gioan tuy là một giáo sư danh tiếng nhưng đã cương quyết phục vụ Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Khi lên 16 tuổi, Gioan Climaco gia nhập đan viện trên núi Sinai. Rồi ngài đã sống ở đó một mình suốt 40 năm trời. Gioan dùng tất cả thời giờ để cầu nguyện và đọc truyện các thánh. Thoạt đầu, Gioan bị ma quỷ cám dỗ. Ngài cảm thấy đủ mọi thứ đam mê xấu xa đang chèn ép ngài, nhượng bộ và phạm tội. Nhưng Gioan vẫn đặt trọn niềm tin tưởng của mình nơi Chúa Giêsu và tích cực chăm chỉ cầu nguyện hơn bao giờ hết. Vì vậy, những chiếc cám dỗ kia đã không thể nào làm cho Gioan phạm tội, mà thật ra chỉ làm cho ngài càng thêm thánh thiện mà thôi. Gioan sống mật thiết với Thiên Chúa, đến nỗi nhiều người nghe biết về sự thánh thiện của Gioan đã đến xin Gioan những lời khuyên bảo. Thiên Chúa ban tặng cho Thánh Gioan Climaco một cái ân huệ rất là kỳ diệu. Đó là ngài có thể đem lại an bình cho những người bị bối rối và những người bị cám dỗ. Lần kia, có người gặp phải một cơn cám dỗ khủng khiếp đã chạy đến với Gioan. Ông xin Thánh Gioan giúp mình và thú thật là đối với ông, việc chiến đấu chống lại cơn cám dỗ thật là một điều vô cùng khó khăn. Sau khi cả hai cùng cầu nguyện, bình an đã tràn ngập tâm hồn người đàn ông đáng thương ấy. Ông không bao giờ bị khốn khổ, bực dọc bởi cơn cám dỗ ấy nữa. Khi bước qua tuổi 74, Thánh Gioan Climaco được chọn làm đan viện trưởng của đan viện miền núi Sinai. Ngài là bề trên của tất cả mọi đan sĩ và ẩn sĩ sống trong miền ấy. Một đan phụ khác xin Thánh Gioan viết ra những quy tắc ngài đã sống trong suốt cuộc đời của ngài. Với lòng khiêm nhượng sâu thẳm, Thánh Gioan Climaco đã viết một cuốn sách mang tựa đề Bậc Chọn Lành hay Đường Chọn Lành của Climas. Và đó là lý do tại sao thánh nhân được gọi là Climaco. Thánh nhân qua đời năm 649. Thưa anh chị em và các bạn, thánh là người mà chịu cám dỗ nhiều lắm. Có những người bảo là các thánh sống thánh không có bị cám dỗ, còn chúng con ở thế gian này, Jesus Maria, Chúa tôi cám dỗ nhiều lắm, sự rữ nhiều lắm. Thực ra Chúa Jesus có bị cám dỗ không? Ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus sau khi mà 40 ngày ngày ăn chay cầu nguyện, nó cám dỗ Jesus ba cái cơn cám dỗ. Và không phải chỉ lúc đó mà thôi, nhưng mà suốt những năm tháng sống làm người trên dương thế, trong thân phận con người, Đức Giêsu cũng bị liên tục thử thách, cám dỗ giữa một đằng là ý của cha và một đằng là ý của mình. Ý cha là chết trên thập giá, mà mình thì sợ. Ý cha là được tôn vinh qua cái chết, nhưng mà lạy cha xin cất con khỏi giờ này. Thánh Gioan
Clímaco cũng thế. Vào trong đan viện sống 40 năm trời, chỉ có cầu nguyện và đọc truyện các thánh thôi mà có thoát cam chỗ không? Có những người bảo là các cha, các thầy, các sơ ở trong nhà dòng thì không bị cám dỗ, còn ngoài thế gian này đi đâu cũng thấy cám dỗ. Đấy nè, ông này nè, 40 năm ở trong đan viện, tức là trong bốn bức tường không có đi ra ngoài đâu, mà cám dỗ khủng khiếp, đủ mọi thứ đam mê xấu xa chèn ép ngài phải nhượng bộ và phạm tội. Đâu phải là ở ngoài đời mới có cám dỗ, mà càng chỗ thánh thiện, càng chỗ đạo đức thì cám dỗ nó càng nhiều hơn. Mới bảo là nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Ở ngoài thế gian, chỗ ăn chơi thì nó chả cần cám dỗ nữa, thì mình đã thuộc về nó rồi. Các anh chị đi đánh bài, đánh bạc, đi nhậu, chả cần cám dỗ nữa, thì mình đã thuộc về nó rồi. Ngồi cãi nhau nó chẳng nói gì đâu, cứ cãi to và càng tốt, nó còn cho cái họng mình càng thông họng nữa. Nhưng mà bắt đầu đọc kinh ấy là ngủ gật. Cứ đọc kinh là ngủ gật, rồi là chi trí. Mà coi phim thì chăm chú lắm, từng chi tiết một, không bỏ sót. Còn nghe giảng, vừa nghe giảng xong, nãy cha nói gì tao đâu biết đâu. Bị cấm dỗ liên tục thưa anh chị em. Hay là ngày thứ mấy ăn chay nhỉ, thứ tư lễ cho, và sắp sửa tới thứ sáu tuần thánh đây. Các anh chị ăn chay kiêng thịt thử coi, ngày thường có thèm gì đâu, mà sau ngày đó cái gì nó cũng thèm, làm sao không biết, quý ma vậy, có không, kỳ lạ vậy đó. Rồi chẳng hạn như là lúc mình coi phim bộ gì đó, tới một hai giờ sáng mắt cứ tỉnh, tỉnh như sáo ấy, ấy thế mà đi lo mà đọc kinh rồi đi ngủ đi kìa. Vâng mẹ, đợi con tí. Mà đi cuộc hồn đi đi đục lục. Thì chúng ta thấy rằng là, anh chị em nhớ, cám dỗ không có thành tội, chưa thành tội. Bị cám dỗ chưa thành tội. Có những người đang bị cám dỗ bảo thưa cha con bối rối quá, vì nó cám dỗ con quá, bảo con có làm theo cám dỗ mà không. Mình chống cám dỗ không có tội mà còn có phúc đấy. Chống trả kinh cám dỗ, không xa chiếc cám dỗ. Vì thế đọc kinh lạy cha mình vẫn xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, tức là xa vào, chiều theo, đầu hàng những cái cám dỗ. Giống như ví dụ Giu-đa chẳng hạn, thấy túi tiền, ham tiền và bị cám dỗ là bán Chúa để lấy tiền. Đó, xa vào cái cơn cám dỗ đó. Còn đoạn kết mình không có nói, chuyện mà rỗi linh hồn hay không rỗi linh hồn mình không có nói. Biết đâu người ta xa cơn cám dỗ rồi, người ta quay trở về với Chúa thì sao? Nha, anh chị em đừng có vội, thấy vội đã vội kết đoán người ta thế này thế kia. Nhưng mà mình cầu nguyện cho những anh chị em bị cám dỗ được thắng cám dỗ. Cầu nguyện cho những người lọt vào vòng cám dỗ, đã xa trước cám dỗ được rút ra khỏi. Xa vào những người xa lầy á, xa lầy thì đưa một bàn tay ra kéo họ ra khỏi cái lầy đó. Mỗi người mình có cái nhiệm vụ phải kéo anh em mình ra khỏi cơn cám dỗ. Thôi đừng ngồi đánh bài nữa, thôi đứng dậy đi đọc kinh đi, kéo họ ra khỏi cơn cám dỗ. Thôi để tới chơi hết ván này nữa, hết ván này thua rồi thì tới gỡ đã, bỡ cái thắng, thắng cái để tới chơi đang hên mà rồi đứng dậy phí đi. Ta cứ bị cám dỗ liên tục, mình rút người ta ra khỏi cơn cám dỗ. Thôi anh à, anh người đau bệnh rồi, anh kiêng rượu thôi, anh đừng uống nữa. Nhưng mà nó khó chịu. Thôi anh đi với tôi, chúng mình đi chơi này khác, rút người ta khỏi cái cám dỗ đó. Cái cám dỗ là mình sẽ uống rượu lại, cám dỗ là mình sẽ chích xì ke lại, cám dỗ là thôi anh đã bỏ câu đó rồi, thôi về với vợ con đi. Nhưng mà nó dễ thương lắm, vợ phải vợ mình khó tính lắm, anh nói gì nói chứ. Mình hiểu bị cái cám dỗ là như vậy. Thế không, cám dỗ thì tôi chơi tí có sao đâu, mà quen sang nhà nó, tôi nói chuyện nó thôi, không có sao đâu cả. Về nhà bà già, vợ bà cứ cằn nhằn thôi, sang nhà hàng xóm nói chuyện cho nó vui. Mà cái cô hàng xóm cô lại dễ thương. Anh, sao anh, thế nào? Trong khi vậy vợ mình gầm nước gì chưa? Hai cái nó khác hẳn nhau. Thì cái cám dỗ nó lọt vào cái ngon ngọt hay là vào cái đắng cay? Nó vào cái ngon ngọt thôi. Cho mình dễ bị sa vào cám dỗ như vậy. Và ma quỷ nó luôn luôn dùng cái mồi chài. Thế không ạ?
mồi chài rất là hấp dẫn. Và lý lẽ của nó cũng rất là siêu. Có khi dùng chính lời Chúa: này, ông đói thì ông lấy hóa đá thành bánh mà ăn đi, vì ông có quyền phép thế này thế kia, mà tại sao ông phải chịu đói như vậy? Ông nhảy xuống đi thì Chúa sẽ đỡ ông, mà ông sợ cái gì? Thế ông cam dỗ rất là ngon, rất đúng. Thiên Chúa phải dùng chính lời của Ngài, lời của Chúa để mà chống lại cám dỗ. Thì xin anh chị em chúng ta, trong lúc mình còn đang khỏe, đang mạnh như thế này, mình đi vào lòng Chúa thương xót, đi vào con đường lòng thương xót Chúa là con đường nó cám dỗ nhiều lắm. Thôi ở nhà đi rồi cho rồi, đi đọc kinh đừng ở nhà đi, đừng có đi tham gia làm chi, rồi nó sinh tội ra lắm chuyện lắm. Có tội gì mà ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng, nhà chưa làm xong rồi đó mà đi theo cái ông cha Long suốt ngày đi bắt ai với bắt ếch thì thăm người nghèo, mình nghèo chết đi này còn thăm ai nữa. Người đọc kinh gì, nhà đọc kinh chẳng được, cái cám dỗ ghê mà nhà đọc kinh chẳng được. Và cái cám dỗ mà người ta dễ bị sa nhất là đạo tại tâm. Thấy không, đạo tại tâm cần phải đi nhà thờ làm cái gì, đạo tại tâm cái đi lễ làm cái gì, đạo tại tâm phải đọc kinh làm gì, đạo tại tâm đi xin tội làm cái gì. Tâm mà hỏi tâm có đạo hay không mới là điều quan trọng. Tâm mình có đạo hay không, tại vì nếu mà tâm có đạo thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài, lòng nó có cái gì nó mới trào ra cái đó. Anh có yêu người ta thì anh mới nhanh nhảy đến anh bắt tay người ta chứ, anh có yêu người ta thì anh mới viết thư cho người ta chứ, anh có yêu người ta thì anh muốn ôm người ta, anh muốn hôn người ta chứ. Thôi yêu tại tâm, cứ đứng hai đứa khoanh tay nhìn nhau rồi đi, tâm được rồi, chịu nổi không? Chịu nổi không? Ma quỷ nó kinh, nó tinh vi lắm. Cho nên cầu nguyện hàng ngày, dâng những hy sinh và gắn bó với lòng Chúa thương xót, và mỗi ngày vẫn sốt sáng cầu nguyện với kinh lạy Cha: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Con từ lúc sinh ra, ân tình đó là lòng Cha nhân hiền đã dìu con lên từ lúc bụi cho. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa.